đó. Em thấy gia đình Thúy An ở bên nhà anh, nhìn cảnh đó em chịu không nổi. Như vậy là anh chọn rồi đúng không? Anh cứ nói thật đi, có phải là anh đã chọn rồi không? Hay là anh chỉ tội nghiệp cho cô ấy, cho nên anh lịch sự, anh bình. Chỉ cần anh nói như vậy thôi, bao lâu em cũng chờ anh được mà. Kim à, anh rất thương em. Nhưng anh yêu Thúy An, có phải vậy không? Tình thương của anh đối với em chỉ là một người bạn, còn đối với Thúy An là một tình yêu mà anh không quên được. Có đúng như vậy không? Em đã cư xử rất tốt với anh. Điều đó anh không bao giờ quên. Anh thật lòng xin lỗi em. Anh có biết là lời xin lỗi trong tình cảm là làm cho người ta đau hơn không? Khi mà anh Anh không cần phải xin lỗi em đâu. Em suy nghĩ nhiều rồi. Em đã cố gắng hết sức để có được anh, nhưng nó không được như em nghĩ. Em đành chịu để mất anh thôi. Em đau lắm, nhưng mà em không thể nào làm khác được. Cho dù là người thua cuộc, nhưng mà em vẫn cư xử sao cho đẹp để giữ lại ấn tượng tốt trong lòng của anh. Anh có nghĩ như vậy không? Em đã làm cho anh day dứt quá. Anh không biết nói sao để em hiểu. Thật lòng anh. Anh không cần phải nói nhiều đâu, em hiểu mà. Chúc anh với Thúy An hạnh phúc. Em tốt quá. Anh còn em sẽ gặp người nào đó hơn anh. Người nào đó thương em hết luôn. Và chắc chắn một ngày nào đó người đó sẽ tới với em. Cảm ơn lời chúc của anh. Em về. Dẫu biết phụ thuộc không gì mang lại, dẫu biết cuộc đời là những đôi thay, dẫu biết tình ta dừng hay xa, nắng biết mai sau ai nắm tay. Bà chủ lên lầu nghỉ ngơi nha. Tôi đang nấu cơm canh xong rồi, tôi đem lên cho bà dùng nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Alo. Cô Dung hả? Chị Hai nè. Dạ, em nghe chị Hai. Trời ơi, chị mới nghe thằng Quấn nó nói là em được thả về phải không? Chị mừng quá trời ơi, chị với thằng Thông hả? Cầu trời phù hộ cho em đó. Má nhỏ khỏe không má nhỏ? Dạ, em cũng khỏe. Cảm ơn chị và cháu Thông. Nè, rồi tụi nó có làm gì em không? Nó có đánh đập chị em không vậy? Dạ, tụi nó đánh dữ lắm. Được thả về là em phải vô bệnh viện khám đó chị. Cũng may là không sao hết.
Nó đánh tới nỗi vô bệnh viện luôn hả? Trời ơi, tụi này nó ác ghê vậy đó. Ác nhân thất đức à? Nè, mà em có biết ai bắt cóc em không? Dạ, em chưa biết. Nhưng mà em đoán là tụi nó cũng theo dõi em kỹ lắm. Chắc tụi nó muốn lấy tiền. Chứ nếu có thù oán gì thì nó cũng xử em rồi. Trời, nè, rồi em có nói chuyện này với ai không? Hay chỉ người trong nhà biết thôi? Công ty em có ai biết không? Dạ, lúc em bị bắt thì công việc cũng chững lại. Mà thằng Bình nó sợ nhân viên quan mang nên nó cũng không nói gì hết. Mà chuyện này cũng không có ai biết nhiều chị ơi. Thôi vậy cũng được. Coi như là của đi thay người đi. Nhớ đừng có nói với ai nha. Nguy hiểm lắm đó. Nhiều khi tụi nó nghe cái thông tin ở đâu đó cái trả thù. Nó trả thù mình nó chết luôn á. Dạ. Nè, chị điện thoại hỏi thăm của em có khỏe không? Em không có chuyện gì thì chị mừng rồi. Nè, chuyện này em nên cho qua đi. Đừng có nói đi nói lại nhiều người á, không có tốt đâu. Dạ. Vậy thôi nha. Giữ gìn sức khỏe nha má nhỏ. Em khỏe nha. Dạ, cảm ơn chị với cháu Thông. Chị cúp máy nha. Ủa anh hai? Hả? Anh còn ngồi đây hả? Anh đi vô nấu cho em ăn đi, em nó bụng quá. Nha. Nấu cho em ăn đi. Lạ thiệt. Sao má lớn cứ dặn đi dặn lại là đừng có nói với ai? Thì chắc là thấy mẹ bị nạn nên má lớn động lòng tội nghiệp. Hồi trước á, mẹ nghĩ má lớn cố chấp, nhưng thật ra thì cũng tình cảm. Chứ có bụng già hẹp hòi á, thì cũng không có gọi điện để hỏi thăm mẹ đâu. Dạ. Con nghĩ gì vậy? Dạ, con không nghĩ gì hết. Con chỉ thấy ngạc nhiên thôi. Sao má lớn cứ muốn mình bưng bít cái chuyện này? Con thấy lạ quá. Thì chắc má lớn cũng nghĩ như mẹ. Sợ chuyện bung ra rồi thì gặp nhiều phiền phức. Người lớn ai cũng muốn yên ổn á. Con không có hiểu đâu. Alo. Dạ, có cô Kim xin gặp ạ. Cô Kim à? Cho cổ lên đi ha. Dạ. Vô đây đi con. Dạ. Con chào bác. Lâu quá không gặp con. Con ngồi xuống đi. Dạ. Dạ. Bác ơi, con có mang chút quà, con gửi biếu bác. Cảm ơn con nha. Bác cũng bình thường rồi. Hôm trước á, con có gặp anh Bình, cho nên con mới biết bác về. Bác vừa trải qua một nạn lớn, chắc là bác bị sốc lắm hả bác? Lúc mà con nghe chuyện của bác á, con sợ đến rùng mình luôn đó. Lúc đó cứ nghĩ là mình sẽ chết, nhưng còn sống được là mừng rồi. Dạ. Lúc đó bác cũng sợ lắm, ăn uống không có nổi luôn. Hôm đó chuẩn bị hợp đồng với bạn con thì bác gặp chuyện. Vậy bạn con tìm được đối tác khác chưa? Dạ, cũng chưa. Tại con cũng không giới thiệu bạn con với ai hết. Con nói nó chờ bác. Với lại ở đây nó cũng không biết ai uy tín, cho nên nó cũng không muốn hợp tác với ai. Lần này con qua con hỏi thăm sức khỏe của bác, xem tình hình như thế nào, rồi ngày mai con nói nó tới gặp bác. Con nhiệt tình với bác như vậy, bác cũng ngại quá à. Bác cũng không biết làm cách nào để cảm ơn con nữa. Dạ không có gì đâu bác. Con gặp bác lần này, chắc là con sẽ không gặp nữa. Mà nếu có thì chắc cũng lâu lắm bác. Sao vậy con? Con sắp đi qua Mỹ. Trước mắt thì
con học thêm rồi sau đó tính sao? Con ra nước ngoài. Sao con quyết định nhanh vậy? Rồi thằng Bình có nói gì không? Bây giờ anh Bình có Thúy An rồi, anh cũng không quan tâm đến con nhiều lắm. Kim nè, bác biết là con tốt với thằng Bình lắm, nhưng bác cũng không giúp gì được cho con. Không sao đâu bác, bác nói vậy để con vui rồi. Con cảm ơn bác nhiều lắm. Con đi xa như vậy thì cũng tốt, lạ cảnh lạ người rồi cũng khuây khỏa chuyện cũ. Chứ con ở đây hoài như vậy cũng buồn lắm. Dạ. Coi như là con không có duyên với anh Bình, nên là con chấp nhận Thu Thúy An thôi. Con không buồn đâu bác. Thôi, nãy giờ con cũng làm phiền bác rồi, con ngồi ở đây cũng hơi lâu. Thôi, con xin phép bác con về trước. Bác chúc con đi vui vẻ nha. Dạ, con cảm ơn bác. Anh vô đi. Em à. Dạ. Anh mới gặp Kim ở ngoài hành lang, thấy mặt có vẻ buồn lắm. Nó tới có chuyện gì vậy em? Nó tới thăm em rồi từ giã luôn. Từ giã hả? Nó đi đâu? Đi Mỹ. Nghe nói là cũng đi lâu lắm. Chắc là mẹ nó khuyên nó đi xa để quên thằng Bình. Nghĩ cũng thấy thương, nhưng mà mình biết làm sao bây giờ. Nói với con Thúy An, đứa nào cũng có vẻ thương thằng Bình thiệt tình. Thấy một đứa buồn cũng tội nghiệp. Thiệt ra thì em cũng thương nó lắm, nhưng mà thằng Bình chọn Thúy An thì em yên tâm hơn. Sao vậy? Còn Kim thì nó cũng tốt, nhưng tình cảm của nó không kiên định như Thúy An. Trước kia thì quen với thằng Bình rồi không đi đến đâu. Sau đó thì quen với thằng Thông cũng không đi đến đâu. Cho nên nó quay lại giành thằng Bình với Thúy An. Nó không xấu, nhưng mà nó làm cho mọi người xung quanh cảm thấy bất ổn. Em không nói ra, anh cũng biết là em thương Thúy An nhiều hơn, phải không? Thúy An hả? Thúy An tìm anh Bình có chuyện gì không? Nói tôi giải quyết cho. Bây giờ anh Bình đang có khách rồi, Thúy An đừng làm phiền tới anh Bình nữa. Chuyện riêng tư giữa tôi với anh, chị nhắm anh có giải quyết được không? Nè, tôi đã cố gắng nói chuyện nhỏ nhẹ với Thúy An rồi, Thúy An còn không chịu nghe. Tôi cảnh báo cho cô biết, bây giờ anh Bình đã thù về tôi rồi, hai chúng tôi giống như là một vậy. Yêu cầu cô từ đây về sau đừng bao giờ quấy rầy anh Bình nữa. Tại sao cô đã chia tay với ảnh rồi, và bây giờ muốn quay lại là làm sao? Cô không biết ngượng hả? Chị cái gì mà chị? Đi về đi. Cô mà còn đứng đây á, tôi kêu bảo vệ đuổi cô ra đó. Đừng bắt được có trách. Đi về đi, anh Bình không có rảnh tiếp cô đâu. Sao mình lại chịu thua dễ dàng như vậy? Mình đã đi tới cuối đường chưa? Mình lại buông tay chứ? Anh nghe được chưa? Anh đang làm gì vậy? Anh có chút công chuyện, có gì không chứ? Sáng mai anh có làm gì không? Anh phải đi giải quyết một số chuyện của công ty. Chủ nhật mà anh cũng phải làm việc nữa hả? Công việc mà. Nhưng có gì không Kim?
em sắp ra nước ngoài. Em muốn mời anh một ly cà phê. Coi như là anh tiễn em. Anh nhận lời chứ. Thôi được rồi, ở đâu? Anh tới quán mini 8 giờ sáng mai nha. Em chờ tới khi nào em gặp được anh mới thôi. Không gặp anh á, thì em ngồi hoài ở đó. Ừ, anh sẽ tới mà. Alo, Kim Mê Thúy An. Chào chị. Tôi gọi như vậy chắc cô ngạc nhiên lắm hả? Cũng có một chút. Mà có chuyện gì không vậy chị? Tôi muốn mời cô được uống cà phê. Ờ, cái đó... Cô đừng có ngại. Thật ra tôi không cố ý quấy rầy hay là xen vào chuyện của cô và anh Bình đâu. Tôi biết mình thua cuộc rồi. Và cũng không có ý định tranh chấp. Bây giờ thì... tôi chuẩn bị ra nước ngoài rồi. Nên muốn gặp cô lần cuối. Coi như là chia tay với một người bạn. Tôi mong là cô không từ chối. Vậy mấy giờ? Chị muốn hẹn ở đâu? 8 giờ sáng mai ở quán mini. Cô nhớ tới nha. Ừ, được rồi. Tôi sẽ tới. Ai mà thấy mặt buồn quá vậy? Chị Kim, hẹn em đi uống cà phê. Chị nói là chị sắp ra nước ngoài, chị muốn gặp em để nói chia tay. Hai có tin nổi không? Lần trước em với lại cô ta gặp nhau giống như mặt trời với mặt trăng vậy đó. Bây giờ Nhã Yến gặp em để chào tạm biệt hả? Chuyện này cũng hơi khó tin nè nha. Nhưng mà cũng có thể muốn cư xử cao thượng hơn thì sao? Thôi vậy em cứ đi gặp nó đi. Chỗ đông người đâu có dám cắn em đâu mà sợ. Cắn thì còn đỡ. Em chỉ sợ chị ta có ý đồ. Chị ta đâu có ưa em đâu. Tự nhiên bây giờ lại tỏ ý rất lịch sự. Em thấy kỳ kỳ, không biết có ý đồ gì không nữa. Ừ. Có khi nào cho hàng luôn anh Bình không? Ừ. Để em gọi cho anh. Anh nghe nè. Ờ anh à, hình như chị Kim sắp đi nước ngoài phải không anh? Chị có hẹn anh đi uống cà phê không? Không có. Thiệt không đó? Sao tự nhiên anh nói chuyện lắp bắp quá vậy? Anh với Kim đâu còn gì nữa đâu. Đâu có lý do gì để hẹn gặp nhau. Nhưng mà lỡ nếu chị Kim muốn gặp anh thì sao? Không còn gì gặp nhau để làm cái gì nữa. Mà sao tự nhiên em lại hỏi vậy? Thì em muốn biết vậy thôi. Không có gì hết á. Vậy thôi nha, em cúp máy á. Ừ, bye em. Bye anh. Chưa? Cũng mới tới. Anh tới đây như vậy em mừng lắm. Tặng chị á, chúc chị đi vui vẻ. Cảm ơn Thúy An. Sao anh nói là đợi em đi chung mà lại đi trước vậy? Tại anh gọi hoài mà không thấy em bắt máy cho nên anh đi luôn. Lần sau là em giận đó nha. Thank you.
Thật ra anh cũng chỉ mới tới. Anh cũng ngạc nhiên vì cử chỉ thân mật của Kim. Chắc cô chỉ muốn thể hiện sự thân mật bạn bè, chứ không có ý gì khác. Sao anh lại đi giải thích gì? Chị anh sợ em hiểu lầm. Em biết là chị Kim cố ý thành như vậy. Trong tình cảm, người ta không chỉ buông tay một cách dễ dàng như vậy. Chị Kim chắc cũng có tâm lý như vậy. Sao anh nghĩ vậy? Tâm lý chung mà anh. Vậy em có tin anh không? Em tin. Với lại em nghĩ cái gì của mình thì chắc chắn sẽ thuộc về mình. Mình có muốn đẩy ra cũng không được. Em thấy chị Kim cố giành lấy những thứ không thuộc về chị, nên nếu như có thất bại chị cũng buồn. Hôm qua em gọi cho anh cũng nói thật với em. Sợ em ghen cho nên anh đành phải nói dối. Từ nay về sau anh muốn em phải tin anh hoàn toàn. Như vậy anh sẽ không phải đối phó bằng cách nói dối với em. Em làm gì mà anh phải đối phó với em như vậy? Em hỏi có dễ tra khảo quá cho nên anh lo. Chắc lúc đó em hơi bị sốc. Chứ lại chị Kim lại hẹn gặp em. Nhưng anh yên tâm đi, em tin anh mà. Mai mốt cho dù gặp tình huống nhạy cảm thế nào, em cũng sẽ bình tĩnh để chờ anh giải thích. Như vậy anh sẽ không gặp áp lực. Em hiểu được anh như vậy, anh thấy nhẹ lòng lắm. Em chờ chị. Ông ăn thêm nữa đi ông. Thưa ba, con mới vô. Con chờ ba lớn. Ngồi chơi đi em, con ngồi đi Bình. Cảm ơn ba. Chuyến đi vừa rồi thành công không? Xem đi lâu vậy. Nói chung là thuận lợi hết. Tại vì em ở lại giải quyết nhiều chuyện nên tới nay mới về. Đáng lẽ vô thăm anh lâu rồi mà em lu bu công việc quá. Nếu bận thì thôi. Anh ở trong này nôn nóng không biết chuyện gì ở nhà thôi, chứ đâu có chuyện gì đâu. Bữa nay em vô thăm là anh yên lòng rồi. Mai mốt em không cần vô nữa đâu. Ông nói là ông nói cái miệng ông vậy thôi. Chứ mấy bữa nay cứ hỏi thằng Quấn là ủa sao cô với thằng Bình đâu mà không thấy vô. Cô coi bữa nào rảnh rảnh thì vô thăm ổng, chứ để ổng cứ lo lắng. Dạ. Thôi em có việc phải đi, mai em ghé. Chị à, cho em gửi số tiền này để có gì chị mua thêm thuốc cho anh. Thôi thôi thôi, không cần đâu em. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Thôi bây giờ em về nha. Thưa ba con về. Ừ. Thưa má lớn con về. Để tôi tiễn hai người về luôn. Chị đi. Cô Dung ơi. Dạ. Cái chuyện mà em bị tống tiền đó, cho tới bây giờ ổng không có biết. Em đừng có nói cho ổng biết làm chi, mắc công ổng lo lắng. Dạ, em biết là ảnh đang bệnh như vậy, nên em đâu có dám nói để ảnh lo. Vậy là tốt rồi. Mà cô cũng đừng nói cho nhiều người nha. Chuyện này coi như hai nhà mình biết thôi. Nhiều người biết á hả, phiền phức lắm. Ừ. Dạ. Con cũng vậy nha Bình. Dạ. Thôi hai mẹ con về khỏe ha. Tôi phải vô lo cho ổng. Thôi đi con. Hình như mình đã bắt đầu chạm vào mình. Không biết mình có phán đoán sao. Mẹ có hẹn với chú Quang đi gặp vài người bạn. Con có muốn đi chung với mẹ không? Sao mẹ hỏi mà con không trả lời? Mẹ hỏi gì? Con á, từ hồi vô bệnh viện tới giờ con cứ lo ra đi đâu á. Đầu óc nghĩ gì vậy? Con đang nghĩ tới chuyện của mẹ. Bây giờ nhất định con phải vô cùng. Con không bỏ qua đâu. Tới giờ mà con cứ nghĩ lẫn quẩn cái chuyện đó hả? Nhà mình với bác Thình á đã thống nhất với nhau là không truy cứu chuyện đó nữa. Sao con cứ lục lọi như vậy? Bây giờ mình không thể nào làm ngơ được đâu mẹ. Con nghĩ là mẹ bỏ qua lần này rồi sẽ có lần khác.
Mẹ nghe lời con đi, đừng cố cản con. Con cứ làm cho mẹ thấy bất an quá. Bây giờ mẹ nói thiệt nè, chuyện đó mẹ bị ám ảnh tới chết cũng không quên, nhưng mẹ không muốn ai ảnh hưởng cả, cho nên mẹ không muốn nói ra. Con có hiểu tâm trạng của mẹ không? Mẹ không nói con cũng hiểu. Chính vì hiểu cho nên con phải truy ra. Bây giờ con không thể nghe lời mẹ được, là con lo cho mẹ đó. Em nghe nè. Em đang làm gì vậy? Em đang đọc sách. Còn anh? Anh đang ở công ty. Ừ, chuyện hôm đó anh có tìm hiểu được gì nữa không? Anh vừa ở quán của anh Thông về, cũng không có gì lạ. Anh chỉ nói chuyện với cô bé tiếng Việt để tìm hiểu. Nhưng mà cô ta có vẻ dè dặt quá, anh không hỏi gì được hết. Nhưng mà anh hỏi chuyện gì? Không có gì nhiều. Sơ bộ chỉ tìm hiểu anh Thông và anh Lân có hoạt động gì khác không? Anh nghĩ nếu là người tổ chức bắt cóc thì hai người sẽ lấy quán làm điểm giao dịch. Mà nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ hỏi thì không thể hỏi thẳng được. Nếu mà không hỏi thẳng được thì làm sao khẳng định? Khó thiệt á. Anh không hỏi được gì, nhưng nghe cô bé đó gọi anh Hai Lân, anh Ba Thông, càng nghe anh càng thấy nghi nghi. Anh đoán 80% hai người đó có nhúng tay vào vụ bắt cóc. Cho nên bây giờ anh sẽ điều tra tới cùng phải không? Ờ. Vậy anh tới đó rồi anh có thấy ai nữa không? Em sợ mấy người đó mà nhớ mặt anh á, coi chừng họ xử anh luôn á. Không tới nỗi vậy đâu. Anh thấy trong quán không có gì khác lạ hết, mà anh nghĩ cô bé tiếp viên đó sẽ không nói lại với ai, vì cô ta có vẻ cảm động lắm. Ờ, mà cảm động gì? Con gái mà được nghe một thanh niên như anh tán tỉnh thì cô nào mà không động lòng. Anh nói đúng không? Anh hơi bị thiếu khiêm tốn rồi đó. Ừ, vậy thôi nha, để hôm nào mình gặp rồi nói tiếp. Vậy em cúp máy nha. Chưa, nói chuyện chưa xong mà. Em không muốn nói nữa. Nói một hồi bắt công nghe anh tán tỉnh người đẹp. Em có rảnh đâu. Với lại em cũng gần tới giờ đi lên trường rồi. Vậy thôi em chuẩn bị đi đi. Bye. Bye bye anh. An. Ờ, mẹ. Tới giờ mà thằng Bình còn muốn điều tra sao? Trời ơi, sao nó cứ khơi mọi chuyện phức tạp vậy? Con cản nó. Ờ, con... Chuyện ra sao rồi? Nói cho mẹ nghe coi. Dạ, chưa có gì hết mẹ. Anh chỉ đang tìm hiểu thôi à. Từ từ đó. Thank you.
sao đi với hai bác mà mẹ em không nói gì với em hết? Anh thấy gì bất thường không? Anh có thấy gì đâu, thằng nhà đi ăn chung cũng bình thường thôi mà. Những lần trước lúc đi mẹ hay nói với em, mà sao lần này em không có nói gì hết? Hay là ba mẹ với hai bác không nói chuyện riêng gì đó? Nếu có chuyện riêng thì đâu có gọi anh và em ra làm gì. Vậy sao ba mẹ không hiểu hai tụi mình đi ngay từ đâu? Em đoán là người lớn không nói chuyện với anh, cho nên mới gọi anh ra để khuyên anh suy nghĩ lại. Nghĩ lại chuyện gì? Anh đúng là vô tư thiệt đó. Em biết tính quyết đoán của anh là người lớn lo mất ăn mất ngủ, chỉ có anh là tỉnh bơ hả? Anh thấy mẹ anh với chú Quang cũng rất là bình thường mà. Không lẽ bây giờ bác gái khóc trước mặt anh mới nhận ra hả? Nhưng mà em hỏi thiệt anh nè, nếu mà một lát nữa mà hai bên gia đình khuyên anh bỏ ý định đó thì anh có bỏ không? Anh không bỏ, anh không nghe. Nhưng không thể chứ không phải là anh cứng đầu. Anh sẽ thuyết phục cho tới khi mọi người đồng ý mới thôi. Em biết thế nào rồi anh sẽ nói câu này mà. Em là người đứng giữa nè, khổ ghê luôn á. Dạ, mời anh. Dạ, chào hai bác. Ba mẹ. Chào hai bác. Ngon đi con. Tụi con ăn gì chưa? Dạ, tụi con ăn rồi bác. Em muốn ăn gì thì kêu nữa đi. Thôi khỏi, em không ăn gì nữa đâu. Lại ăn kiêng nữa phải không? Ủa, sao anh biết? Nhìn là biết rồi. Lúc trước em ăn kiêng một lần lăn ra bệnh rồi. Bây giờ ăn kiêng với cử, kiểu này bệnh nữa cho mà coi. Con đó, con không có lo cho mẹ con, mà con lo cho nó mấy cái chuyện nhỏ nhặt vậy. Mẹ con lo cho con á, muốn đổ bệnh luôn đó. Nè, muốn cho ai cũng an tâm hết á, thì tụi con á, lo chuyện trước mắt đi. Dạ, chuyện trước mắt là chuyện gì hả bác? Hai bác á, định bàn với nhà con về chuyện đám cưới. Bây giờ á, mẹ con về nhà rồi, đâu còn gì nữa phải lo. Nè, con không nghĩ tới chuyện đám cưới sao? Dạ... dạ có chứ. Con nói còn tính, nhưng mà cụ thể là chừng nào? Hay là mình cưới trước Tết đi. Từ đây tới đó 2 tháng nữa, mình lo kịp mà. Xin phép hai bác, để anh Bình điều tra ra xem ai bắt cóc, anh rảnh rang đầu óc rồi mới tính tới chuyện đám cưới. Chứ bây giờ con giỏi quá. Con không hiểu chuyện gì thì con ngồi yên đó đi. Bình à, bác nghĩ kỹ rồi. Thôi, mình chịu thua tụi nó đi con. Con thấy đó, tụi nó tổ chức bắt mẹ con được thì nó cũng bắt con được. Nhất là nó biết con tìm kiếm tụi nó. Nè, tụi nó giết con bịt đầu mối luôn đó. Con thấy nguy hiểm không? Không tin nổi vậy đâu bác. Con không có dễ bị bắt như mẹ con đâu. Con đừng có chủ quan. Hôm đó con mà không đưa tiền thì tụi nó cũng giết mẹ rồi. Tụi nó đã làm chuyện tày trời thì chuyện giết người tụi nó cũng dám làm. Con đối đầu với tụi nó làm gì? Chị sợ con chưa bắt được tụi nó thì tụi nó đã xử con trước rồi. Anh chị à, tôi thấy là gia đình mình đừng có gây áp lực với thằng Bình quá. Nó dám được thì nó mới làm. Nếu mà mình bỏ qua vụ này á, thì mỗi lần tụi nó cần tiền thì nó tìm cách để tống tiền. Cho nên mình phải điều tra ra. Trời ơi, bây giờ tới phiên ông nữa hả? Trời ơi, sao ông lại xuống đi vô chỗ nguy hiểm? Rồi nó có chuyện gì á thì con gái ông ra làm sao đây? Chứ bây giờ người ta hại mình, mà mình không biết người ta thì làm sao mà yên tâm được. Thà biết rõ còn hơn, để còn tìm cách đối phó chứ. Như vậy mới an toàn được. Trời ơi, sao ông cứ bằng ra không vậy? Con cứ suy nghĩ lại đi. Đêm qua, mẹ con chiêm bao thấy con bị giết. Vậy là suốt đêm mẹ con bị mất ngủ. Mẹ con cứ lo lắng căng thẳng như vậy, sức nào chịu nổi. Thật ra con cũng chỉ mới tính thôi à. Chứ con chưa có quyết định. Nếu cả nhà mình không đồng ý thì thôi, con sẽ bỏ qua chuyện đó. Mọi người cứ yên tâm đi. Má thấy làm như con sợ cái thằng đó hay sao? Cái gì mà con sợ? Con đâu có sợ nó đâu. Nói nghe hay. Không sợ vậy sao không nói phụ với má đi. Nó tính toán kiểu đó thì má con mình còn cái gì?
Nếu mà nó cương quyết chia cái số tiền như vậy là má ăn thua đủ với nó luôn. Má để đó con lo cho. Chuyện gì con nhịn á, chứ chuyện này con quyết. Quyết? Con nói cho má nghe. Con hả? Con không bao giờ nhịn nó mấy cái này đâu. Nó gì vậy? Nó kìa. Nhìn thái độ má chú Thông sao có gì đó bí ẩn quá. Thưa má, con đi làm. Đi làm đi con. Dạ. Để máy điện thoại cho nó. Alo, chị đây. Bây giờ chuyện đó em tính sao em? Thì y như con đã nói với gì đó. Cái gì? Đâu có được mày. Anh lời nói sao vậy má? Nói rồi lấy hết. Đưa đây con nói chuyện. Anh đưa đây. Alo anh Lân. Tao đây. Anh đó, đừng có thấy em không nói rồi càng ngày anh càng chèn ép nha. Chuyện này á là má em đẻ ra. Thì má em phải được phần nhiều. Chứ tự nhiên khi không anh đòi phần hơn làm sao vậy? Ê, mày đừng có nói kiểu đó với tao nghe chưa? Mày không đừng lớn tiếng với tao. Bây giờ á, mày với má mày muốn gì? Qua quán hội ngộ nói chuyện với tao. Ok. Nhưng mà anh nó nói cái gì vậy? Nó muốn gì á, tới gặp nó. Má với con đi. Đấy. Vậy đi ha anh chị. Mình thống nhất là tới tháng 12 rồi chọn ngày chủ nhật làm đám cưới cho tụi nó. Khỏi đi coi ngày gì hết. Nhiều khi mình chọn ngày tốt nhưng mà trúng vô ngày chủ nhật ở trong tuần á thì khách người ta cũng khó đến dự lắm. Chị Xu nói vậy cũng hợp lý ông ha. Nếu tụi nó sống mà không nhường nhịn nhau, coi ngày tốt cũng quá ra xấu, phải không con? Thôi, để em ra ngoài lấy đũa cho. Xin phép cả nhà, con hai đứa con ra ngoài có chút chuyện. Đi được con. Mày khỏi nói nhiều, mày đưa cho tao 8 phần, mày phải phần thôi. Còn không, mẹ con tao ra công an đầu thú. Mày biết nghĩa sao mày còn đòi nhiều? Đúng rồi, mọi người đừng biết bắt bà giống. Chỉ còn mấy mẹ mày có bà. Mà đó là tôi nhiều hả? Nếu như không có mẹ của tao thì làm sao mày đúng là... Làm sao mày biết thời gian chứ? Không có nói nhiều. Mày không đưa là không xong với tao đâu. Mày chỉ đi. Nhấn thằng Ưng nè. Tôi nói cho mày không mà biết. Đừng có giỏi mẹ thiết mẹ con một mình. Đúng tới thằng Ưng thì chém chết mẹ đó. Mày uống đi. Mày Ủa, bên, con đi đâu đây? Thế sao? Thì ra mày người chủ mưu bắt cóc mẹ của tôi. Con đã nghe. Giờ quay phim lại hết rồi. Con đưa cái điện thoại cho đi. Mình nghe. Con chạy đi. Chạy đi. Đưa tiền cho tôi.
nay tao phải tính sổ với mày. Tại vì mày đã dính tao ra trong nỗi này. Tao phải giết mày. Tao phải giết mày. Tao không. Đừng ra. Nó là em của mình mà. Tao ra. Tao ra. Tao không giết nó. Em không cố tình. Anh Quân, em không cố tình đâu. Anh Quân, anh Quân, đừng không cố tình mà. Anh Quân, đừng không cố tình làm đó đâu. Đừng không cố tình đâu. Anh Quân ơi.